các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Buzi Auto. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Buzi Auto sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc xe khá là đẹp, một chiếc xe 7 chỗ ngồi thương hiệu đến từ Mỹ, đó là Chevrolet Captiva, sản xuất năm 2008, màu bạc khá là bắt mắt, phiên bản máy sạc 2.4 số sàn, nội ngoại thất hoàn hảo, tất cả các thứ còn hoạt động bình thường. Và chiếc xe này sử dụng lốp vẫn còn hãng mới, mọi người có thể nhìn ạ, vâng, rất là đẹp luôn. Và với gia đình 7 người thì đây là một lựa chọn xứng đáng, một chiếc xe khỏe khoắn, nhiệt giá thoải mái và form dáng khá là thể thao, cực kỳ bắt mắt. Và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết về chiếc xe này cho mọi người xem là nó như thế nào. Lựa chọn chỉ hơn 200 triệu đồng như quý vị nhá. Vâng, thưa quý vị các bạn, bề ngoài của chiếc xe thì trông khá là bắt mắt luôn. Vâng, một chiếc xe sử dụng vành la răng 6 chấu nguyên bản theo xe, phanh đĩa trên cả 4 bánh và phanh ABS an toàn, rất là tuyệt vời luôn. Vâng, mọi người có thể, vâng, logo nổi bật lên, Chevrolet. Một chiếc xe mà sử dụng vành 17 inch, lốp 235, tỷ lệ 60, cũng khá là to, hầm hố, hầm chắc luôn. Và đặc biệt là phần cua lốp thì khá là mới. Cua lốp thì khá là mới luôn, giữ chủ nhân cũ thì cực kỳ giữ gìn, đi lại thì quá là thuận tiện rồi. Form dáng thể thao, bề ngoài thì sơn xi không xước một vết nào nhỏ luôn nhé quý vị nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Biển số 82A02801. Một chiếc xe mà sử dụng đèn bi xe lông trên cả đèn pha lẫn đèn bi xe lông dưới gầm, nên là đi vào ban đêm thì cực kỳ là sáng. Vâng, đó, logo Chevrolet nổi bật trên chiếc xe. Và đó, mọi người có thể nhìn ạ, dẫn khá là đẹp. Và form dáng của chiếc xe thì khá là thể thao, khá là ưa chuộng luôn. Đó. Và đèn đóm đầy đủ, tất cả các chức năng hoạt động rất là bình thường. Và lốp của chiếc xe thì bên này cũng vậy. Và lốp bên lái thì cũng rất là mới luôn, 4 lốp đều mới tinh luôn. Và xi nhan kết hợp trên tay gương và gương kính cụp xe. Một chiếc xe form dáng khá là thể thao. Em quay lại một vòng ngược cho quý vị các bạn xem. Vâng, một chiếc xe khá là thể thao mà giá chỉ có hơn 200 triệu đồng một chút thôi. Vâng, đây là số sàn, nên là chiếc xe này cũng rất là khỏe khoắn, đi lại thì rất là thuận tiện và linh hoạt luôn. Đó, mọi người có thể nhìn ạ, rất là đẹp. Cửa hàng em thì rất nhiều xe, nên là những ai quan tâm lựa chọn thì cứ đến alo cho em là sẽ có báo giá chi tiết cho những chiếc xe này, những chiếc xe đẹp, những chiếc xe sang. Và đầu tiên là em đi đến phần cánh cửa bên này. Cánh cửa bên này thì mọi người có thể nhìn ạ, riêng về phần keo chỉ ở bên cánh này thì khá là ổn luôn. Đó, keo chỉ khá là ổn. Và và gioăng cao su thì không biết rách là gì cả, vẫn còn đẹp luôn. Và phần tappi thì khá là sạch sẽ và mới, vì dòng xe này cũng rất nhiều người ưa chuộng những năm 2008. Form dáng thì khá là thể thao và tay nắm cũng đấy. Cửa kính đóng mở vẫn khá là êm khít nhá quý vị nhá. Cửa kính đóng mở vẫn nguyên đẹp luôn. Và phần răng ốc các vị trí này thì mọi người có thể nhìn là ốc ác thì đẹp. Đó. Cửa đóng mở rất là nhẹ nhàng, không có hiện tượng căng. Đó. Sơn xi hãn còn tương đối luôn. Và bên này thì sao? Bên này đấy, mọi người có thể nhìn bản lề ốc ác chưa tháo dỡ một chút nào luôn, vẫn còn rất là đẹp. Và không gian nội thất bên trong, nội thất màu cà phê kết hợp với cà phê nâu, khá là khỏe khoắn, sang trọng. Và tí nữa thì em với quý vị cũng các bạn cùng đi lại một đoạn để xem máy móc côn số như thế nào. Còn đây, phần cánh cửa kính thì sao? Cửa kính bên này cũng đóng mở rất là êm khít. Phần bản lề, đặc biệt là phần tappi thì khá là mới và sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Và gioăng cao su bên này, keo chỉ thì đẹp. Và đó, mọi người nhìn ạ, keo chỉ khá là đẹp luôn. Và bên chỗ này thì mất một chút rồi, mất nguyên đoạn này luôn. Cái đoạn này là hay đóng mở nên là hay bị mất ạ. Và vì là cửa đóng mở ra, đóng mở vào hay bị chịu tác lực tác động luôn. Và còn phần cao su, răng cao su thì khá là đẹp, răng cao su vẫn còn rất là ổn luôn. Nội thất bên trong mọi người có thể nhìn ạ, khá là rộng rãi, thoải mái. Đây là để 5 chỗ ngồi nhá, còn 2 chỗ đằng sau cũng rất là rộng rãi luôn.
Em mở luôn cái này tí nữa cùng vài trùng. Vâng. Lốp đằng sau sử dụng lốp cung hô. Vâng. Cũng lốp 225 tỷ lệ 60, vành 17 235 ạ. Dạ vâng ạ. Và lốp thì cũng khá là mới, cua lốp thì tuyệt vời. Vâng. Một chiếc xe form dáng khá là thể thao, cực kỳ khỏe khoắn, đã gắn sẵn da nóc bản full rồi và đuôi vây. Vâng. Con này thì có một cái điểm trừ là đuôi vây hơi bị cụt ở đó. Đằng sau thì đã lắp cảm rồi nhá quý vị nhá, điều hòa mát rời rượi luôn, có cả camera lùi. Đấy, rất là tiện lợi luôn ạ. Vâng. Ồ, quá là đẹp. Rồi, mọi người có thể nhìn là vâng, riêng phần cánh cửa sau thì ốc hàn vẫn còn rất là đẹp. Vâng. Ốc ác thì đây. Phần đằng sau này thì cũng có sơn lại một chút rồi, nhưng không sao. Mình chủ yếu là form dáng vẫn giữ nguyên và không có đâm va không đả đi là được. Còn đây lâu ngày thì sơn si chỗ khu vực này nó sẽ hay bị dính nước mưa. Vì là mưa nước sẽ chảy xuống từ những cái khe này, thế nên là có thể gây han thì là người ta cũng sơn lại, chuyện đó là chuyện bình thường, không vấn đề gì cả. Dạ vâng ạ. Đó. Có răng các cái keo chỉ ở khu này thì không vấn đề gì. Đó. Đây, chỗ này thì một chút thôi, nhưng mà đấy là keo chỉ nguyên bản đấy quý vị ạ. Vâng. Đoạn đằng sau này đó. Mọi người có thể nhìn ạ, em quay khá là chi tiết cho mọi người luôn, nên là mọi người cứ yên tâm. Đấy. Cửa đóng mở thì khác là Equid. Và không gian đằng sau, không gian đằng sau chỗ này thì là hai ghế gập lên. Và bây giờ thì gập ghế xuống thì để đồ thì khá là rộng rãi luôn. Chuyển thành gia đình 5 người. Một chiếc xe đây, bây giờ em kéo cái này lên cái là thành ghế luôn, hàng ghế đằng sau. Đấy, rất là tiện lợi, rất là thoải mái luôn. Vâng. Đấy, rất là rộng rãi thoải mái, 7 chỗ ngồi rộng rãi luôn. Đấy, mọi người thấy gì nhỉ? Vâng. Rất là tiện lợi, rất là đẹp luôn. Nội thất trần nỉ thì đã được bọc ni lông rồi, nên là rất là sạch sẽ. Vâng. Không gian ngồi của hai người đằng sau cũng khá là rộng rãi, tuyệt vời. Đấy, tí em mở cửa kính này ra sao. Tiếp theo là phần cánh cửa bên này. Cánh cửa bên này thì phần tapi cũng khá là sạch, tapi đẹp luôn. Và đấy, cửa đóng mở thì tương đối ok. Và tất cả các chức năng ở bên trong thì cũng rất là rộng rãi. Đó, mọi người nhìn. Và cao chỉ ở bên này cũng vậy, đó, khá là tương đối luôn. Vâng, đoạn bên này cũng bị mất một chút vì là khả năng đóng mở hơi căng, thế nên là mất một chút thôi. Vâng. Và phần bên lái, phần lái thì bên ghế bên lái thì là phần tapi cũng sạch sẽ, mới mẻ, đẹp đẽ luôn. Vâng. Cửa đóng mở êm khít cho cả 4 nút luôn. À, bên kia em mở ra rồi nên là cũng hơi khó nhìn tí, nhưng không sao. Đấy, mọi người nhìn chưa, nút hoạt động rất là bình thường luôn. Đấy, cửa đóng mở rất là bình thường. Vâng. Và gioăng cao su thì mọi người có thể nhìn là gioăng cao su khá là ổn, chưa có rách nát gì cả. Keo chỉ bên cánh này thì đẹp tuyệt vời, từ trên xuống dưới luôn. Tapi sạch sẽ. Và đây là phần logo nguyên của nhà sản xuất đây, hiển thị rất là rõ ràng các cái thông số như là thông số lốp, thì cỡ lốp thì đây là ghi rất là rõ ràng đây, 235 tỷ lệ vành 17 gì. Mặt lề bên này ạ. Và khá là sạch sẽ đẹp đẽ. Chiếc xe này thì ghế điều chỉnh điện nhé quý vị nhá. Ghế điều chỉnh điện. Và mình có thể điều chỉnh điện như này. Đó, điều chỉnh điện này. Xong rồi gặt ghế rồi chuyển. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Và đặc biệt em đi luôn vào phần chi tiết bên trong này. Và thưa quý vị các bạn, mọi người có thể nhìn vào phần bảng đồng hồ của chiếc xe. Chiếc xe mới đi được có 14 vạn thôi, cũng một mức đi cũng tương đối luôn ạ. Vâng, 14 vạn ạ, cũng khá là tương đối. Và các cái đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng. Con này có cả hệ chống chân trượt đây. Em tắt đi này, em bật lại này. Đó, chống chân trượt này, đồ đèo ngang dốc này, rồi dầu máy, rồi các thứ linh tinh rất là ok. Hiện nay thì một chiếc xe này nó đang báo là hết sạch xăng rồi. Vâng.
Còn bên này thì sao? Đồng hồ hiển thị bên này thì hiển thị quạt gió, nhiệt độ rồi các thứ auto vào. Khay để đồ đó, rất là tiện lợi luôn. Vâng, một chiếc xe khá là ổn. Vâng. Đầu màn hình HD giải trí kiêm camera, có cả camera lùi thì là khi mà mình cài số lùi thì máy móc nó sẽ đấy, lùi thì có hình luôn. Này vừa nãy em vẫn lùi, tí nữa em chỉnh lại xem nào. Vâng. Còn phần điều hòa đây, mọi người có thể nhìn tất cả các chức năng nó hoạt động bình thường. Tay nắm cần số thì có phần hơi chê tí, là hơi bị vỡ tí nhưng không sao. Mình mua về thay, độc có 200 nghìn thì quá là tuyệt vời rồi. Đó, rất là thoải mái luôn. Tay phanh vẫn còn khỏe. Và phần hộc để đồ đây. Đấy, mọi người nhìn nhá. Hộc để đồ rất là tiện lợi luôn. Đấy, rất là rộng rãi, tiện lợi. Một chiếc xe khá là đẹp. Và chức năng hoạt động vẫn còn rất là bình thường luôn. Gắn cáo kính, tất cả các chức năng rất ok. Và bây giờ ta đi đến phần máy nhá. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mọi người có thể nhìn, riêng về đầu tiên là khoang động cơ thì ta có phải nhìn những cái phần này. Giàng ốc vẫn còn rất là tròn, gân còn căng luôn, chưa có dấu hiệu gì có chỉnh sửa lại cả. Và đầu này thì sao? Đầu giàng cũng rất là đều luôn. Đấy. Đầu giàng ngang. Và bên này, bên tài. Đó. Còn riêng về phần nắp capo thì mọi người có thể nhìn là keo chỉ đẹp luôn. Ốc hàn cho tất cả các cái vị trí này vẫn còn nguyên. Bên này một chút thôi nhưng không sao. Keo chỉ gốc nhưng mà bị chảy xước một chút là chuyện bình thường. Còn đây thì keo chỉ đẹp luôn. Đó. Tấm thảm nỉ còn nguyên và khá là sạch sẽ nhá quý vị nhá. Khá là sạch sẽ luôn. Con này thì sử dụng động cơ cam kép máy xăng 2.4. Cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù là khối động cơ thì cũng tương đối khá là lớn. Nhưng mà khi với một chiếc xe form dáng thể thao trông cực kỳ hầm hố, chở được đến 7 người thì mức tiêu thụ nhiên liệu này là quá bình thường rồi quý vị ạ. Dạ vâng ạ. Mọi người có thể nhìn xuống phần gầm phía dưới, gần như là khô sạch luôn. Đó. Khô sạch, không có dấu hiệu chảy dầu mỡ nhá quý vị nhá. Và tí nữa thì em sẽ đè lổ chiếc xe này cho mọi người xem và chúng ta cùng đi để kiểm nghiệm xem là chất lượng xe như thế nào. Đó. Khá là ổn luôn ạ. Vâng. Nói chung là giữ được như thế này là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ thì em sẽ đi đè nổ chiếc xe này. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp luôn. Và bây giờ thì ta đóng nắp lại để chuẩn bị sang part thứ hai, đó là part đi kiểm tra chiếc xe này. Vâng. Đấy, cửa đóng mở khá là êm khít nhá quý vị nhá. Cửa đóng mở khá là êm khít luôn. Rất là tuyệt vời. Xe ưng ý nhất.